Hello, chào mừng tất cả bạn đến với live stream Hùng. Chúng ta đến với trận bán kết 1 giải cầu lông thị xã Đông Địa Triều tranh cúp thành công mở rộng lần thứ 4 với giải nhất lên đến 5.000 đô la. Phía gần màn hình cặp đôi chủ nhà, cặp đôi Long Tô, câu bộ cầu lông Thành Công Mạo Khê. Phía xa màn hình cặp đôi Hồng Nam và Đức Duy đánh cho câu bộ cầu lông Agribank Thủ Đô. Câu bộ cầu lông Thành Công Mạo Khê và câu bộ cầu lông Agribank Thủ Đô là hai nhà tài trợ chính cho giải đấu này. Điểm số 2-0 cho Hồng Nam và Đức Duy. Trên sân số 5, đôi nam 4650, Tuyên Tuyến Đông Triều gặp Quyết Hà Kim Sơn. Come on.
Trận đấu xét đấu thứ nhất đang diễn ra rất hay, điểm số đang là 15-14 nghiêng về cặp đôi Long Tô, cặp đôi chủ nhà. Sân 16-14 cho cặp đôi Long Tô. Đây cũng là một trận đấu rất các kịch tính. Ở sân bên cạnh, trận bán kết còn lại, cặp đôi Tuấn Anh Thiều gặp Hoàng Anh Lâm cũng đang diễn ra rất hay. Thậm chí là còn hay hơn trận đấu này cơ. Mọi người có thể xem lại tất cả những trận đấu hay nhất của giải đấu này trên kênh YouTube Sport on Badminton ở chất lượng tốt nhất. Điểm 17-14. Cầu lập lưới khá may mắn. Được điểm 15-17 cho Đức Duy Việt Nam. Trên sân số 1, đôi nam 31-40, bán kết 2, Tùng Đoàn Đông Triều gặp Hoàn Thắng 1-0.
set đấu thứ nhất, chiến thắng 22-20 cho cặp đôi Hồng Nam và Đức Duy, cặp đôi áo trắng đỏ phía gần màn hình. Chúng ta chuẩn bị đến set đấu thứ hai. Liệu rằng cặp đôi Long Tô Quảng Ninh có thể cân bằng để có thể đưa trận đấu kéo dài đến set đấu thứ ba hay không? Vừa rồi thì Long Tô đã có cơ hội kết thúc set đấu trước nhưng cuối cùng họ bị bật ngược lại. Trong bốn vận động viên thì Hồng Nam vẫn là tốt nhất. Hồng Nam tay vợt cao phía gần màn hình, hiện tại đang là tay vợt đôi nam số 1 Việt Nam cặp với Tuấn Đức. Đặt cầu rất tốt từ Đức Duy. Điểm số 1-0 nhưng set đấu thứ hai. Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo bán kết nội dung đôi nam nữ 31-40, bán kết 1 Trương Hoàng Thân Đông gặp Hải Hà Đông Triều, bán kết 2 Cường Hà Đào Mưa Quảng Ninh gặp Vinh Hường Yên Đức. Các đôi vận động viên chuẩn bị. Trọng tài sân số 1 cho vận động viên thi đấu. Trọng tài sân số 4 cho vận động viên thi đấu. Cùng ngoài sân, điểm số 8-2 cho Hồng Nam Đức Duy. Trước hai này Long Tô để trôi điểm nhiều quá. Nếu cứ tiếp tục như này thì trận đấu sẽ chỉ kéo dài trong hai set mà thôi. Phạt cầu rất tốt, 9-2 rồi. Cơ hội nào cho Long Tô đây? Thank you.
cao rồi. Đội số 12. Thank you.
Trận đấu thứ hai điểm số 7-20. 21-7, xin chúc mừng cặp đôi Hồng Nam và Đức Duy bước vào trận chung kết. Chia buồn cặp đôi Long Tôn.